Ở đây núi này nữa. Hả? Qua lên đây là thấy gió hẳn đi nhá. It's windy. Đang còn phải đi bộ lên trên núi nữa mọi người ơi. Đây, lên cái đỉnh trên này cho mấy cái người đứng kìa. Người hay cái gì đấy? À đúng rồi đấy. Wow, see Ate, I said it's the beach. Ate, see the beach. You said no beach. Wow, a lot of people there, a lot of house there. Oh, đây. Quân. Đây là làng này mọi người này. Nhiều nhà quá. Tin Âu. Tin Âu mà in it. Đồng ruộng. Và ở đây là Tôn Lách. Ôi, mây đây mây, mây mây. Không biết đây là cái gì, giống như biển ý, cửa sông này. Wow. Cảnh ở đây thật là đẹp. Bình thường sẽ nhìn thấy nhiều mây lắm nhưng mà bây giờ đang mưa. Đang mưa nên là mây nó đang bay hết. Đây này, mọi người thấy mây bay không? Đây đây, mây đang bay nhỉ. Đây đây, mây, mây chỗ này này. Wow. Đang nhìn thấy mây. Rất là nhiều những cái nhỏ nhà nhỏ như này này, chắc là người ta làm nhà hàng để kinh doanh thôi. Wow. Một vài người mang cái khóa lên đây khóa lại. Vẫn phải lên cao một chút nữa. Lên cao trên đỉnh núi này này. Tí mình sẽ lên trên đỉnh núi đó. Lên đây nhìn một chút nào. Wow, bây giờ mình lên đến đỉnh, gần đến đỉnh núi chứ vẫn chưa đến đỉnh núi mọi người nha. Ở đây sương mù, wow, mây, à mưa chứ, à mây chứ. Mây. Trời một màu như thế này, nhìn không thấy gì, trắng xóa. Wow, trời ơi mây. Wow, mây. Ở đây có núi thì còn nhìn thấy một tí. Đây mây. Mình sẽ đi ra cái chỗ cầu này. Can see it now? Guapa? Đấy. Mây nó như thế đây. Ngửi hết rồi mọi người ạ. Đây tóc này. No, Lauren, go. Go up. Wow. Mọi người ơi, đây là ôi đây tuyệt đẹp luôn. Ở đây có cái chỗ để ngồi này. Người ta làm như thế này để ngồi. Ở đây giờ cho mọi người xem. Ở đây. Mây. Wow, mây và biển. À sông, đây là sông, đây là hồ chứ không phải sông. Nhưng mà nó như cái biển ấy to kinh khủng luôn. Đây, ôi đẹp kinh. So beautiful here, could you look? Cái chỗ này mà giờ đứng là để chụp ảnh đây. Để chụp ảnh đây. Mình cũng vừa mới kiếm một ảnh. À đây, cái chỗ này vừa xong đây này mọi người. Cái chỗ mình vừa đứng xong mà mây mù đây. Bây giờ nó ra đây nó nhiều. Nó bớt mây rồi đây này. Là nhìn thấy được bên dưới. Wow, đẹp thế. Mây mà nó bay 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 như thế này. Đi lên. Thank you. Ôi, có một cái làn gió nữa. Mọi người đi lên đến
đường trơn này. Cô này cô cứ đi theo mình vì tour guide. Finish. Woo. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh mọi người ạ. Đây cũng cái nhà. Wow. Omok Lutton. Chỗ mình vừa đứng chỗ trắng trắng kia đây.